Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 10 tháng 12 trên kênh VTC 14. Thưa quý vị và bà con, ngày mai không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tiếp tục bổ sung xuống nước ta và chi phối thời tiết tại Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ, khiến cho trời khô hanh. Về đêm và sáng, hiện tượng phát xạ nhiệt khiến trời quang mây, rét đậm, rét hại còn diễn ra trên diện rộng, với nhiệt độ thấp nhất từ 9 cho đến 12 độ, vùng núi Bắc Bộ là từ 6 đến 9 độ. Thậm chí là Sìn Hồ của Lai Châu khả năng còn có thể xuống dưới 0 độ, thời tiết khắc nghiệt. Vào ban ngày có nắng từ sớm, nhiệt độ trưa chiều có xu hướng tăng nhẹ, giúp làm giảm bớt cảm giác rét, chỉ còn se lạnh khi nhiệt độ toàn vùng trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Trời khô hanh thuận lợi cho bà con tiến hành hong phơi nông sản. Còn suốt dọc các tỉnh thành thuộc Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết chưa có gì biến đổi so với những ngày qua. Tác động đơn thuần của đới gió Đông Bắc ở tầng thấp với điều kiện địa hình nên mưa nhẹ sẽ còn xuất hiện rải rác vào chiều tối với tính chất địa phương. Ngày mai trời nắng ráo, nhiệt độ xung quanh mức 22 đến 25 độ ở Quảng Bình đến Quảng Ngãi và từ 26 đến 29 độ ở phần từ Bình Định cho tới Bình Thuận. Đi xa hơn về phía nam đất nước, đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết mang đậm nét đặc trưng của thời kỳ đầu mùa khô khi mưa không xảy ra. Đáng lưu ý là vào sáng sớm và đêm muộn, do yếu tố địa hình cao nguyên và không khí lạnh khuếch tán nên trời quang mây và rét khá sâu, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, trời se lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Khoảng thời gian từ sáng đến cuối chiều, trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ tại Tây Nguyên và từ 28 đến 31 độ ở Nam Bộ. Thưa bà con, vào mùa khô, trời nhiều ngày không mưa, số giờ nắng kéo dài trong ngày khiến độ ẩm trong không khí giảm thấp, là điều kiện thuận lợi cho loài sâu đục trái trên cây bưởi da xanh phát triển và nhân nhanh mật số. Chúng bắt đầu tấn công khi trái được khoảng 1 đến 2 tháng tuổi, chiếm 59,63% và tỷ lệ giảm hơn khi trái lớn dần. Và để đảm bảo vườn bưởi da xanh sinh trưởng, phát triển tốt, đặc biệt là khi dịp Tết Nguyên đán 2020 Canh Tý đang đến rất gần, thì bà con cần lưu ý một số điều sau. Trường hợp phát hiện sâu bệnh đã tấn công vườn bưởi, bà con cần thường xuyên thu dọn tất cả các trái đã bị sâu đục, sau đó cắt nhỏ, bỏ vào túi ni lông buộc kín, đem chôn xuống hố sâu, hoặc là đem phơi nắng từ 4 đến 5 tiếng để diệt sâu còn ở bên trong trái. Ngoài ra thì bà con có thể tiêu hủy sâu bằng nước vôi, cũng là một cách làm đem lại hiệu quả cao. Nhà vườn dùng một dụng cụ để đựng nước như là thùng nhựa hay là lu để cố định trong vườn, rồi pha vôi vào nước với tỷ lệ 1kg vôi với 100 lít nước. Sau đó thu gom những trái bưởi bị sâu hại trong vườn cho vào lu nước vôi đã pha sẵn. Khoảng 24 giờ sau, sâu trong trái sẽ chui ra ngoài hoặc là số còn lại trong quả cũng chết. Đối với những diện tích bưởi da xanh chưa bị sâu đục quả gây hại, bà con nên tăng cường áp dụng phương pháp đề phòng như là bao trái bưởi bằng túi, tưới nước cho cây vào cuối chiều hàng ngày khi mà trời mát dần để diệt trứng sâu đối với vườn không bị bệnh loét vi khuẩn. Vào ban đêm dùng vượt bắp bướm trưởng thành từ loài sâu này, đồng thời nên nuôi dưỡng và bảo vệ đàn kiến vàng trong vườn bởi vì chúng sẽ ăn trứng, ăn sâu và tấn công bướm sẽ có lợi. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết trong đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, không mưa, ngày nắng và khô hanh, gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, không mưa, ngày nắng và khô hanh, trời rét, vùng núi cao có băng giá, sương muối, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, vùng núi từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc không mưa, ở phía Nam có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, ở phía Bắc là từ 9 đến 12 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, ở phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, ở phía Nam là 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng,
sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng ở miền Đông Nam Bộ có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin tiếp theo.